Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh, và cũng như anh em đang theo dõi cái video của xưởng làm xe bên mình. Thì hôm nay là tháng giêng của đầu năm, thì xưởng mình cũng đã lên xong một mẫu xe cho một người anh đến từ Tuy Hòa, Phú Yên. Thì hôm nay mình cũng không chạy đi ra ngoài bờ hồ mình quay được cái video, thì mình sẽ quay trực tiếp ở tại xưởng. Thì mình cũng đã vừa tắm rửa xong cho em nó và chuẩn bị chờ ngày mai cho em nó về với chồng đây. Thì em cũng quay qua cái video này, quay nhanh để cho anh em tham khảo. Cái xe này thì được bên anh khách là gửi ở trong Tuy Hòa, Phú Yên ra để dọn lại và được lên cái mẫu màu vàng như hình. Mẫu này là được rất nhiều anh em làm, nhưng mà chủ yếu là màu xanh quân đội. Thì hôm nay cái mẫu này mình lại chuyển đổi sang thành màu vàng. Xe thì được trang bị thêm một bô xì bo này, trang bị một bô xì bo này, một bộ phanh đĩa trước này, lên thụt su GN này. Bộ này là bộ thụt su GN và đi cao su thụt MZ anh em nhé. Xe thì được lên một bộ phanh đĩa trước này, anh em nhìn là phanh đĩa của su GN luôn anh em nhé, phanh đĩa tổng phanh của su GN. Thì chiếc này thì bên xưởng mình đã làm lại toàn bộ máy móc, điện đóm và khung sườn đã được sơn lại toàn bộ tĩnh điện. Vành bánh tăm nan thì được bên xưởng mình sơn tĩnh điện hoàn toàn anh em nhé. Đây là cái phần tổng thành của xe. Thì tất cả các xe bên nhà mình làm đều đã được lên điện IC Yamaha và một chế Mikuni đời mới. Như chiếc này thì đã được lên một bộ côn 81 sâu côn bi lật anh em nhé. Thụt sau là thụt Suzian. Tất cả các lốc máy, phần đen bên mình đều được sơn tĩnh điện. Phần vỏ thì mình sơn bằng công nghệ sơn ô tô. Anh em nhìn cái nước sơn bên nhà mình đây nhé. Thì tất cả các xe làm bên nhà mình đều được bảo hành và fix những cái lỗi nào thường gặp anh em ở xa thì có thể là mình sẽ hỗ trợ đồ cho anh em. Còn khi anh em chơi xe min thì chắc chắn là nó sẽ phải yêu chiều nó rồi thì anh em mới chơi được nó, chứ không là anh em không chơi được nó đâu. Nên tất cả các anh em khi đã chơi xe min là phải hiểu về nó, và thứ hai nữa là phải yêu chiều nó, thứ ba là không được chán nản. Nếu mà chán nản là anh em sẽ không chơi được. Thì đây mình cũng quay qua cái video đây, mình test nhanh qua cho anh em xem. Thì mình cũng cho thợ của mình ra để test qua cái phần xi nhan, còi đèn các thứ để anh em cùng theo dõi nhé. Đây là xi nhan bên tay trái này, trái trước và trái sau này, xi nhan bên tay phải này, đây là xi nhan phải này. Xe thì đã được lên điện bình rồi nên là mình cái điện xi nhan còi đèn rất là ok anh em nhé. Phải này, còi này, đấy, còi đã lên bình rồi, chạy rất là ok này, đèn báo này, tắt xi nhan em. Và khi mà đã lên điện rồi thì chỉ cần đạp phát là nổ ngay, không phải đạp phát thứ hai anh em nhé. Đấy, máy thì đã được bên xưởng mình làm rất là êm nha. Máy thì đã được bên xưởng mình làm lại hết rồi nhá. Đèn này, đèn bật này, pha cốt này, đây, pha cốt này, bật đi, pha cốt này, bên kia đấy, rồi pha cốt, đấy, đèn rất là sáng nha anh em nhá. Đèn min thì rất là sáng nên anh em không phải lên thêm chợ sáng làm gì đâu. Lên chợ sáng thì cũng vẫn ok thôi, nhưng mà nó sẽ rất là tốn tiền. Đây đèn hậu này. Đấy. Đèn phanh này. Thì cái mẫu xe này bên xưởng em đang nhận trọn gói, nó dao động từ 23 đến 25 triệu tùy theo xác xe và tùy theo anh em lên đồ nhá. Cái giá cái xe này này thì tùy theo anh em lên đồ, giá dao động từ 23 đến 25 triệu. Nếu mà rút hồ sơ nữa thì anh em sẽ phải mất thêm cái phí rút hồ sơ cho bên xưởng mình nhá. Rút hồ sơ thì anh em cái thời gian đặt trọn gói nó sẽ là 30 ngày quay lại.
Còn nếu anh em không rút hồ sơ thì chỉ hết 15 ngày hoặc 20 ngày là mình đã lên xong xe cho anh em rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ đến xưởng làm xe Tuấn Anh với số điện thoại là 0353 252 351. Anh em lưu ý là cái số điện thoại của mình là 0353 252 351 và cái số Zalo của mình là 0353 252 351. Zalo tên là Anh Cúc Kinh nhá anh em nhá, và Facebook cũng là Anh Cúc Kinh luôn. Để anh em theo dõi và tham khảo mẫu bên mình. Anh em nào có xe rồi thì đem đến xưởng mình dọn, mình sẽ tính công và tính tiền đồ và tính tiền sơn si lên xe cho anh em nhé. Đấy. Để lên một chiếc xe đẹp như này thì anh em cũng chỉ cần bỏ một cái số tiền không có thể lớn, số tiền rất là nhỏ thôi. Đối với một con xe chất lượng và đẹp như này, anh em chỉ việc về chạy thôi. Và mình cũng xin nói luôn với anh em là bên xưởng mình là không có xe dọn sẵn, mình chỉ có làm xe cho anh em đặt hàng thôi. Nếu mà xe dọn sẵn thì bên xưởng mình không có thời gian dọn, nên là anh em hết sức thông cảm là mua xe dọn sẵn là bên xưởng mình không có. Trừ khi là những cái xe anh em làm mà bỏ cọc thì mình có thể đăng lên bán cho anh em, thì lúc đấy anh em có nhu cầu thì mua. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ bên nhà em. Còn nhà em ở địa chỉ là số nhà 165 anh em nhá. Số nhà 165 đường Lê Lợi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam anh em nhá. Em ở ngoài thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Anh em ở trong Nam thì có anh em biết thành phố Phủ Lý, anh em không biết thì em nói luôn thành phố Phủ Lý, Hà Nam nó sát Hà Nội khoảng 50 cây. Nó ở khu vực miền Bắc này anh em nhá. Đấy, thì cái trục đường nhà em đây, thì anh em có nhu cầu đến xem xe thì cứ liên hệ bên nhà em. Vâng, thì em cũng quay cái video xong và cũng quay lên để cho anh em cả nước tham khảo. Và anh em đã có nhu cầu về xe thì xin liên hệ bên xưởng em. Cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi video ở bên xưởng em. Anh em nhớ chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Anh Cúc Kinh của xưởng làm xe Tuấn Anh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em Sơn La thì có xe này đi Sơn La luôn nhá. Sơn La đặt hàng là nhà em gần nhà có xe Sơn La, chở cho anh em tất cả các nơi, nhận ship xe toàn quốc cho anh em khi nhận được cọc anh em nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng làm xe Tuấn Anh. Cảm ơn anh em. Xưởng em thì đang lên rất là nhiều xe cho anh em. Đây là những xe anh em đang đặt hàng. Đấy. Anh em đang đặt hàng và bắt đầu là xưởng em cũng đang lên. Xin cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng.